ấy được, cháu bây giờ còn phải siết chặt chi phí đây này, sáng còn không không được ăn đây này, ơ lâu rồi cũng phải sáu, cũng phải bao bao nhiêu tháng nay là cháu toàn ăn một bữa, tối mới ăn, chưa còn chả ăn, cả ngày trả ăn, tối ăn nhưng mà ăn lại còn không ăn miếng cơm được cơ, ngon thủy nó bảo là sao, người gì mà lại ba bốn ngày không làm được ấy cơm, không làm được hạt cơm nào, ăn uh, uống cà phê với cả bình thường nếu mà đến giờ ăn là cháu cứ vặt hai nắm khoai nang này luộc lên thế là ăn ăn khoai nang chấm tương chứ còn bây giờ thiết tha gì đâu cháu lại cái chính là cháu lại không có nhu cầu mua cái gì cơ cho nên tiền có thể không có nhưng mà cháu chả nghĩ đến cái việc gọi là <laughs> <laughs> nhà này <laughs> Nói chung là cây thì cốt cách nó ấy Còn bây giờ bà tỉa thì bà đến đêm mà Đã ốm như thế này bảo về đi Cứ cứ ngồi đây Cứ bảo ban đầu thì cứ bảo ốm mà không ra không giết nào, mà ra, ra 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 đây là tháng nay không ra nhưng mà đây ra đây rồi, rồi rồi như thế này rồi không 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 về đâu mà ra đây có con người yêu cây bây giờ bà so sánh với thằng dương nó không yêu cây thì nó lại bảo ngay mẹ có trả cho con 10 triệu không mà con phải ra đây nó như thằng Tiến mà nó có cây là nó cũng ra nó tỉa tỉa như này, kiểu nó thích cây ấy. Anh người người ta nó thích không thích cây thì nó không bao giờ nó dính vào. Mẹ vì trả việc gì nó phải ra nó 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 tỉa như này. Thằng 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 Sơn bạn thằng Đâm nó cũng mở vườn đây, ra vẻ là thích cây nhưng mà nó làm sao nó tố chất thích cây một không biết làm xong rồi nó lại kiểu nó cũng nó, cũng nó nói chung là nó từ cái điểm đam mê cháu bảo mấy cả khán giả của cháu mấy cả anh em mà tôi chả thích cây đâu mà tôi cũng chả hiểu tự nhiên lại mua cây về làm gì không phải như như cái bà Sơn này là 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 bà ấy thích cây này Lúc nào cũng đau đớn là trồng cây gì nuôi con gì này này. Đấy. đấy. Nhưng mà như như năm ngoái nè, nó lộ cái này ra là là mất đấy. Đây. Hoa trắng hoa tím này. Thơm này. đây. Đây nó, là nói chung là bà cũng chăm được mấy cả cái chỗ này nó nó, nó đất nó chả biết là đất hay là hay là hay là, hay là các thầy phù hộ nhưng mà cái cái này cũng nhận vườn này trồng cái gì cũng cũng ấy trồng à, cái gì cũng cũng ấy một phần là con người là chăm được chứ nó không lười. con lười thì mẹ có đất nữa thì cũng ấy ngay Để cho tuấn, thì... tuấn thì cái nó, nhà này này, tuấn chồng, không mua nó bao nhiêu cây mua mấy chục triệu trồng ở trên cái ruộng vàng này nó ăn bây giờ Chết đúng không, vạ vật đúng không Chết vạ vật vạ vật Ôi rồi thế mới được có 3 năm Được 3 năm đúng không Bé tí như thế này Ôi rồi Ừ. Chia cho nó Nhanh à, thế nào mới có mấy năm Như thế nào mới có 3 năm nhỉ 3 năm đúng không Đấy, thằng Tuấn ra đây bà chia cho 10.000 một cây còn gì nữa à Và ra đây bà bà lại ngồi bà xoa đầu bà phải phải tập trung mà làm ăn đi cô ăn Mọi con đường nó đều đến con đường hướng thiện thôi Nó nó cứ gặp nó nó bảo ra bán nhài cho mẹ tao đi mẹ phết đấy Ồ, cái hồng này thì nói chung là cứ cứ như thế này xong bà tỉa xong bà chăm cho nó đẹp là được, cho nên bịch là không có thằng nào vào nó hỏi thăm đâu. thị trường hồng. Thì bà bảo là mày đưa tiền cho tao để tao cho nên bịch. Ồ, thế thì bảo nó đưa tiền thì tao mới. Mình... Không ấy được đâu, thằng uh, bao công tiến béo. bán của tiến béo. Ấy cháu mới còn tiến với cả việt anh cũng chung chả biết bây giờ còn chung những cái gì rồi cây cây cối lung tung rồi giờ... ôi rồi ôi cây cối cháu giải khắp từ đây vào trong nam ơ <laughs> thật cứ mỗi vườn mỗi vườn năm bảy cây là bao nhiêu cây bây giờ còn chả nhớ được bao nhiêu một một cây cái cái, cái loại này nó cái loại này bán đẻ không biết bao nhiêu đâu nhá Tại vì đang bán số lượng thì mua số lượng như thế nào thì tôi báo giá chứ còn mua lẻ bây giờ chả biết bao nhiêu mua lẻ trừ cái thủy nó nhận được bao nhiêu thì nó nhận. Cái thủy nó mới nhận được lẻ. Thì bây giờ một cây vào đây đánh lẻ là là mệt lắm. Nó lẻ hầu như không ấy được. Cái gốc của nó thì nói chung là như cái bọn này thì bé. Bọn này tầm 2/7. Gì? Bọn này 2/7, bọn kia phải tầm 3/4. Cái ấy. Cái ấy. Khách bảo là mua lẻ một cây thì bao nhiêu tiền hả anh ơi? Nếu bảo mua lẻ một cây thì chả biết bao nhiêu Còn mua lẻ ở đây một cây thì Một cây mua bán lẻ như thế này thì cũng phải được bao nhiêu bán một cây. Ừ đấy, bà bảo không bán một cây Cái thủy nó mới làm được cái vụ này bán lẻ một cây thì à? <laughs>